Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh Cầm Vlog cảm xúc nha các bạn. Giờ mình lâu lắm mới lên được lên YouTube nha, làm YouTube cho các bạn xem nha các bạn. Giờ wow, cho các bạn xem con cá này, con lóc ở bên đất Malaysia nha các bạn. Wow, con cá này 2 kg, 2 kg không? Hơn, cá này hơn 2 kg, to lắm, rất là kỳ kỳ. Thì mình sẽ làm một cá lóc nướng giấy bạc nhồi thịt nha bạn. Cá lóc nhồi thịt nướng giấy bạc. Rồi cho các bạn xem. Chứ mình sẽ đánh vài lần nha các bạn. Ủa con cá, nhìn con cá giống con cá khủng long. Nhìn nó trớ. Mất hồn. Như là khâu chuẩn bị của anh em mình nha các bạn. Làm một cá lóc thì nhâm nhi vài lý trong thời gian thất nghiệp nha, thời gian dịch bệnh thất nghiệp. Cá đã làm xong rồi các bạn, xong rồi cửa đẹp luôn nha các bạn. Đây. Làm xong các bạn, cái ruột các bạn. Giờ mình sẽ ướp gia vị và bỏ dây bạc. Trong này là cái này là thịt thịt nhẹ trong cái ruột cá nha các bạn. Mình đã ướp gia vị đầy đủ cả rồi, xả hành, tỏi. Đây là gia vị mình bỏ sẵn luôn nha các bạn. Như là chỉ có ướp bao lâu được chứ. Giờ mình sẽ thoa gia vị được nha các bạn. Thoát đi nhé, em thoát, anh đi mình thoát đi ra, cho người ta thoát để ra, cho người bẩn tay, đấy, thoát gia vị nha bạn. Đấy, gia vị mình ngọc mình ngon tuyệt vời nhất, ngon thịt cú mèo. Cái này mình thoát gia vị là mình được, tầm 3 phút nha các bạn. Rồi, giờ mình sẽ cho nhân vào trước thì mình lấy khoáng tiếp. À, bỏ cái ruột vào trước đây. Như mình bỏ cái ruột vào nhé các bạn. Một chiếc ruột đó các bạn. Rồi, đấy. Giống cái này làm giống như nhồi lòng rồi đó. Đảo ruột để thiên nhà chúng rồi. Còn tìm thiên gia đình tôi. Nhét cho xuống hết cái bụng của nó luôn nha các bạn. Tập trung cho sâu trong trong luôn. Đấy, xuống trong dưới luôn. Anh nhét không được nơi ruột thân bẩn cho thịt đâu. Ăn ra mơi thịt, ăn ra mơi nghe đậm đậm quá. Cái ruột to quá đây. Cá lóc nhồi thịt nướng giấy bạc. Nhét vào cho căng ruột nha các bạn. Cái này bỏ vào đây luôn. Thôi tí mình bỏ xong được. Để mình sẽ khóa lên cho nó ngập nha bạn. Rồi bắt đầu anh bỏ cái kia này xuống. Bỏ cái kia này xuống cho cái cạnh như bạc hết. Anh nghiêng cái máy quay xuống một tí nữa. Phần ra, phần ra. Rồi, nghe xong. Rồi, phần lại. Rồi. Tiếp tất, một phần ra, một phần trước.
thì ra đi nhé. Đây cái này. Nên mình sẽ bỏ gia vị để mà ướp trong tầm để khi mình đặt con cá xuống cho nó đẹp. Dài với con cá là con cá, con cá khổng lồ đấy, 2,5 cân đấy. Tí nha, nó ngập nha các bạn. Lấy cái thịt, hôm nay đi em nhé. Xin lỗi các bạn nha, tại vì chưa mua được găng tay cho nên mình rửa tay thì sẽ xe thôi. Mất vệ sinh thôi. Thì mình sẽ đi rửa tay nha các bạn. Đây mình sẽ quấn lại. Đây. Cá nướng thịt bạc của mình đây. Cá nướng thịt này các bạn, con cá là coi là to chứ không phải nhỏ đâu. Đấy. Bây giờ mình sẽ quấn nó lại. Để một tí nữa cho ra cái than được rồi. Thêm một lửa nữa các bạn. Lửa này mình còn chặt thôi. Cái quần răng mình thì tầm 30 phút nữa các bạn, cho gần ra đi nhé. Đấy, cá nướng dây bạc của mình là hôm nay đấy. Cá bọc thịt nướng dây bạc các bạn. Mình sẽ làm trong lúc chờ đợi cá ướp mình làm mỡ hành nha các bạn. Mình làm mỡ hành thì làm mỡ hành thì tí mới chuyển đến cơ thịt cho nó ngon thơm. Hành này thì cực kỳ thịt người cắt ra hợp lý các bạn. Cắt hợp lý và mình lượng cho nó nhỏ nhỏ, càng nhỏ càng tốt. Và để lưu trú trên trên bếp các bạn mình để hành mình để thả nhỏ theo các bạn. Cho thêm một ít ớt. Thank you.
quả mới cho một tí hơn ra màu cho nó đẹp, như bỏ cái khi người khác ăn cái ăn nó sẽ ăn được nên bỏ cái cho nó màu nó đẹp, cho lửa nó căng chín nhé các bạn. Thì tiếp tục mở mình đã làm vang lên nha các bạn. Thì mình bỏ hành ra. Hành ra tắt lửa nha các bạn. Và thêm một tí một tí muối. Một tí bột ngọt là được rồi. Một tí muối, một tí bột ngọt. Cái gian ngập đã xong, mình đem đi nướng nha bạn. 30 phút đã xong, đem đi nướng nướng tầm 3-40 phút cho được. Cá siêu to khổng lồ. Cái lô siêu nhỏ khổng lồ. Vất vả lắm, cái này 30 phút cũng cả 2,5 kg muốn ăn phải lăn vào bếp nhưng mà lăn hơi bị lâu, lăn hơi vất vả đâu, còn tầm 20 phút 25 phút nó mới chín. Nướng này tại than nó chưa đỏ mấy nên mình cũng chưa biết lên khi nào đỏ là vì tính theo phút là 40 phút mà chưa đỏ mấy thì chưa biết được. Rồi đã xong nha các bạn, đây nó sẽ bọc cho các bạn xem. Đây là cái nhà sắp. Cá đã xong nha các bạn. Từ lên mình từ thêm mực hành vào. Làm thêm mực hành vào. Các bạn con cá có là dài đẳng cấp luôn. Ăn kem đi nha các bạn. Đây là ruột nha các bạn. Mắm ruột. Mình làm cỏ khóm nữa. Đánh cơ, còn nhiều. Hay là đánh nham ăn. Đánh nham ăn ra cho rồi. Nham không phải cái chín môi à. Chúc kết thúc video tại đây nha các bạn. Các bạn thể xem thì hãy nhớ like, subscribe, đăng ký mình nha.